Thưa quý vị, Liên Âu tìm cách ngăn hút thuốc lá, tin từ Brussels. Liên Âu đề nghị buộc các thương hiệu đều phải cảnh báo triệt để sự nguy hiểm của thuốc lá. Nếu đề nghị được chấp nhận, 75% diện tích bao thuốc lá sản xuất ở Liên Âu phải mang hình ảnh và chữ viết cảnh cáo sự nguy hiểm hút thuốc. Trong danh sách những hàng chữ cảnh báo phải in trên bao thuốc lá là hút thuốc có thể giết đứa con chưa sinh của bạn hay thuốc lá làm gia tăng rủi ro mù mắt. Chính phủ các nước có thể đi xa hơn hay cấm các thương hiệu trên cơ sở hợp lý và sức khỏe công chúng. Cao ủy Y tế Liên Âu Tonio Borg nói rằng, những cảnh báo gây ra lo sợ sẽ đưa tới việc bỏ hút thuốc lá. Cao ủy Liên Âu cũng đề nghị cấm sản xuất các loại thuốc lá có pha chế thương hiệu như menthol. Cao ủy Borg cho biết, thuốc lá đã làm 700.000 người chết ở Âu Châu mỗi năm. Tiêu thụ thuốc lá ở Liên Âu đã giảm nhiều trong các năm gần đây, giảm khoảng 33%, nhưng Âu Châu vẫn là nơi có tỷ lệ hút thuốc cao hơn các vùng khác trên thế giới.